Hi cả nhà, hôm nay Meta quay trở lại với cả nhà trong một cái series chăm sóc sức khỏe chủ động nữa. Và Meta giới thiệu với cả nhà một cái loại hạt. Hạt này có tên là hạt kỷ tử. Trước hết là Meta khoe là lâu lắm rồi Meta mới mua được một cái hạt kỷ tử mà nó rất là sạch, nó rất là khô, cái nghĩa là một cái chất lượng rất là tuyệt vời ấy. Nó chưa bao giờ Meta nhận thấy được một cái chất lượng tuyệt vời như hôm nay, cho nên cũng có niềm vui đó mà Meta muốn chia sẻ với cả nhà về cái video này. Các bạn biết không? Hạt kỷ tử đây, mình đã ghi chú ở đây để cho các bạn có thể có một bức tranh tổng quát về hạt kỷ tử. Nhìn như thế này có thể hiểu hết được không nhỉ? Đó, các bạn thấy đó, về thành phần dinh dưỡng, về thành phần dinh dưỡng mình để góc bên này, đây là những cái lợi ích cho sức khỏe của bạn, và bên này là một số cái phần chú ý khi sử dụng nó. Trong cái video này Meta sẽ chia sẻ thêm với cả nhà một cách sử dụng hạt kỷ tử trong làm sữa hạt nữa. Đây là một cái gợi ý của một bạn trong cái hành trình mà tự chữa lành. Các bạn đó gợi ý cho Meta, và hôm nay Meta sẽ giới thiệu cho các bạn cái món sữa đó nhé. Chúng ta sẽ tìm hiểu về hạt kỷ tử trước. Hạt kỷ tử bé con như thế này, màu đỏ đỏ như thế này, nó có chứa rất là nhiều khoáng các bạn. Đó, khoáng đặc biệt có được kể đến đó là sắt nè, đó là kẽm nè, đó là mangan nè, và nhiều khoáng khác nữa. Là những cái ba thành phần khoáng Meta kể là ba thành phần đáng kể nhất, cho nên được kể trước. Thứ hai là vitamin. Vitamin có ở đây có cực nhiều, đó là vitamin C và vitamin A. Nếu như mà cái nhà sản xuất, cái nhà thu gom hạt này và sấy hạt ở cái nhiệt độ thấp khoảng từ 35 đến 45 độ C thôi, thì cái vitamin C còn ở trong hạt này rất là nhiều các bạn nhé. Đó, bạn nên bạn chú ý là mua cái hạt là sấy ở nhiệt độ thấp thì nó sẽ có lợi cho sức khỏe của các bạn hơn. Nếu các bạn chưa tìm hiểu được thì coi như mình bỏ qua cả vấn đề vitamin C, chứ Meta không có cách nào để có thể giúp các bạn điều đó được ha. Về chất chống oxy hóa, các bạn biết không, trong hạt kỷ tử chứa rất là nhiều chất chống oxy hóa, mà một trong những cái chất oxy hóa phải được kể đến chú ý quan trọng nhất đó chính là zeaxanthin, là một cái chất cực kỳ tốt cho mắt của bạn. Vitamin và protein thì hạt kỷ tử có chứa tới 10% protein, protein thực vật các bạn. Có tới 8 loại amino acid thiết yếu mà cơ thể của các bạn không thể nào tổng hợp được và các bạn cần phải bổ sung từ thực phẩm, mà trong hạt kỷ tử đã có tới 8 loại rồi đấy. Một cái thành phần dược tính phải được kể đến đó chính là polysaccharide. Thành phần dược tính này nó giúp cho cơ thể của bạn tăng cái sức đề kháng, tăng cái hệ miễn dịch của bạn lên, và cũng như là kiểm soát được cái đường huyết ở trong máu. Nhưng mà thì những cái đặc biệt của hạt kỷ tử như thế thì chúng có những cái chức năng, có những gì đối với cơ thể của bạn? Các bạn hay nhìn thấy Meta vẽ cái hình như thế này. Đây là hình gì nào? Là con mắt. Đầu tiên Meta phải kể đến đó là cái chức năng về mắt. Do cái zeaxanthin nó chứa trong hạt kỷ tử và những cái thành phần zeaxanthin đó rất là nhiều trong hạt kỷ tử, và nó rất là tốt cho đôi mắt của bạn, giảm thiểu những cái vấn đề như là thoái hóa điểm vàng này, rồi giảm thiểu những cái tác hại của tia cực tím, và giảm thiểu những cái hợp chất gốc oxy hóa tự do đó, cho nên là mắt của bạn sẽ được cải thiện đó. Thì chỉ cần đơn giản là bạn, nếu mà bạn có một hạt kỷ tử chất lượng như thế này thì mỗi ngày bạn chỉ ăn khoảng 20 đến 30 hạt kỷ tử nhai trước khi đi ngủ, đó là một cách để bạn có thể cải thiện cái đôi mắt của bạn ha. Đó, đối với trẻ con thì chỉ dùng khoảng 5 hạt thôi. Rồi, hai, các bạn nhìn thấy Meta vẽ ở đây là gì? Đây chính là một cái tế bào miễn dịch. Thì mình vẽ ở đây là các bạn hiểu, nó làm tăng cái hệ miễn dịch của các bạn lên, cải thiện cái hệ miễn dịch đáng kể. Đó, bạn giảm đi những căn bệnh vặt vãnh. Vì sao như vậy? Vì nó chứa nhiều khoáng và vitamin C, và cũng như là những cái hợp chất polysaccharide và những cái amino acid thiết yếu nữa. Đó là những cái điều đó nó làm cải thiện cái hệ miễn dịch của bạn, cũng như là nó làm cho các chuyển hóa bên trong của tế bào hoạt động tốt hơn. Do đó là hệ miễn dịch của bạn luôn luôn được cải thiện nhờ cái sử dụng cái hạt kỷ tử này. Rồi, các bạn nhìn thấy cái hình thứ ba của tinh trùng. Thì cái chức năng quan trọng
đối với sinh dục nam, tính nhân quan trọng đối với sinh dục nam, kiểm soát sự cương dương các bạn, làm tăng cái số lượng tinh trùng sống và tinh trùng di động nữa. Cho nên các bạn nam có vấn đề về sinh lý thì chú ý đến cái hạt kỵ tử này nhé. Đó, các bạn nhìn thấy cái đây là tóc. Khi bạn sử dụng hạt kỵ tử thì giúp cho tóc của bạn phát triển tốt hơn, có nghĩa là mau dài hơn và tóc chắc khỏe hơn. Bạn nhìn hình này, một khuôn mặt. Đây, khuôn mặt ở đây mình muốn nói với các bạn rằng là khi các bạn sử dụng hạt kỵ tử đều đặn thường xuyên thì các bạn có cảm thấy trạng thái tinh thần tốt hơn. Hạt kỵ tử được sử dụng trong cả vấn đề là giải quyết những cái căn bệnh cụ thể như là bệnh trầm cảm. Cho nên là những các bạn mà có vấn đề về tâm lý bị bệnh trầm cảm hãy sử dụng hạt kỵ tử nhé. Đó. Đây là gì? Đây là quả thận. Lọc thận các bạn, thanh lọc thận, thải độc gan. Đó, thanh lọc thận, thải độc gan các bạn hãy chú ý ha. Và đây là gì? Đây là giúp cho bạn thiếu máu thì sẽ được cải thiện nhé. Đó, chúc các bạn thiếu máu hãy chú ý đến này. Đây là gì? Hạt kỵ tử còn giúp cho cái phổi của bạn được tốt hơn, giúp cho những các bạn bị hen suyễn hoặc là bị ho lâu ngày, viêm phế quản, hệ thống đường hô hấp trên khá là tốt ha. Đây còn vẽ một cái hình này nữa. Đây là da. Đối với những bạn có vấn đề về da như là bị nám, bị mụn hay là da xù xì xấu xí thì sử dụng hạt kỵ tử một thời gian cũng kết hợp với hạt kỵ tử làm mặt nạ dưỡng da nữa thì da của bạn được cải thiện đáng kể. Đó là những gì mình chia sẻ về hạt kỵ tử tuyệt vời cho sức khỏe của bạn. Tuy nhiên, chúng cũng có một số các vấn đề mà hiện nay vẫn chưa có công bố khoa học chính thức rõ ràng. Tuy nhiên, các bạn nên để ý kiểm soát nó, đừng có sử dụng nó trong một số trường hợp. Nếu bạn bị táo bón lâu ngày thì bạn sử dụng một lượng rất là ít, 1 2 3 hạt thôi, 5 hạt thôi, rồi cải thiện cái vấn đề táo bón trước đi đã, rồi hãy sử dụng hạt kỵ tử để cải thiện những vấn đề còn lại của cơ thể nhé. Đó, đối với những mẹ, đây mình vẽ hình này là mẹ đang mang thai, và đối với những mẹ có cho con bú thì hãy chú ý không sử dụng kỵ tử, vì kỵ tử có khả năng làm cho giảm cái khả năng tiết sữa của mẹ khi cho con bú, và kỵ tử có khả năng làm sảy thai, làm tăng cái nguy cơ sảy thai. Cái thống kê cho rằng thì cái phần này sử dụng với một lượng quá mức trên 30 gram một ngày thì nó mới xảy ra. Tuy nhiên là mình cũng khuyến khích các bạn là không nên sử dụng hoặc sử dụng với một lượng rất nhỏ nhé, rất nhỏ. Đó là những gì mà mình chia sẻ, những thông tin đặc biệt về hạt kỵ tử. Nhưng sau đây mình sẽ chia sẻ với các bạn là lượng dùng mỗi ngày đối với trẻ nhỏ thì các bạn chỉ cần dùng là 5 hạt đến 10 hạt tùy độ tuổi, ví dụ như trẻ dưới 5 tuổi thì khoảng 5 hạt mỗi ngày thôi, còn trẻ từ 5 đến 10 tuổi thì có thể là kéo dài, có thể nhiều hơn một chút là 5 đến 10 hạt. Các bạn lớn thì có thể sử dụng là 20 hạt đến 30 hạt, nhưng mà nếu các bạn sử dụng trong vấn đề trị liệu thì phải từ 30 hạt trở lên thì mới có tác dụng. Rồi thời điểm nào là tốt nhất để sử dụng hạt kỵ tử? Thời điểm tốt nhất đó chính là trước khi đi ngủ các bạn ạ. Tuy nhiên là đối với các bạn bình thường khỏe mạnh như Mita như thế này hoặc là ăn uống thường xuyên như thế thì các bạn có thể sử dụng bất kỳ lúc nào đều ok hết. Và sử dụng kỵ tử như thế nào? Đối với Mita thì Mita sử dụng kỵ tử trong sữa, Mita dùng chung với sữa hoặc Mita ăn trực tiếp. Đó là hai cách Mita dùng nhiều nhất. Và thi thoảng thì Mita nạm với trà, có nghĩa là thêm một miếng trà và một ít hạt kỵ tử vào, sau đó đợi một tí, cho thêm một ít quả táo đầu nữa, đợi một tí rồi sẽ uống cái cốc trà đó. Rồi một cách nữa là Mita làm sinh tố với hạt kỵ tử hoặc thêm một ít hạt kỵ tử vào kẹo sô-cô-la này, như các bạn thấy những cái hình trước đó đúng không? Hoặc là thêm kỵ tử vào những cái món smoothie hay là những cái món salad, bất kể cái gì bạn có thể ăn được là có thể ăn thế nhá. Đó, rồi sau đây Mita sẽ hướng dẫn với các bạn một cái món sữa mà có sự kết hợp với hạt kỵ tử. Mita bê cái máy làm sữa đơn giản nhất ra đây, không phải máy làm sữa, đây là một cái máy ép chậm Panasonic, không có gì đặc biệt.
và giá tiền thì rất là rẻ ha. Mita sử dụng trong cái món hôm nay đó chính là sữa hạt bí cả nhà. Cả nhà nhìn thấy đây là hạt bí đúng không? Hạt bí này đã được ngâm 18 tiếng, ngâm qua đêm từ thời đêm hôm trước đến hôm nay. Trước khi sử dụng là các bạn nhớ rửa bỏ cái nước trong hạt bí này để loại bỏ cái acid phytic như mình đã nói đúng không? Trong những cái video trước đây các bạn đã học về hạt rồi. Và để tạo ngọt thì Mita sử dụng là 4 quả trà là. Mita dùng hạt kỷ tử đó và một chút muối, cuối cùng là nước sạch. Mita chia sẻ trở lại, ở đây là hạt bí sống. Hạt bí sống có nghĩa là nó chưa được rang chín nè, nó chưa được nấu chín, chứ nó thu hoạch được hạt bí rồi người ta cũng sấy khô ở nhiệt độ thấp. Và Mita chọn những hạt bí như vậy gọi là hạt bí sống. 100g hạt bí ngâm qua đêm, 4 quả trà là, 40g hạt kỷ tử. Trà là và hạt kỷ tử Mita ngâm trước 15 phút và một tí tẹo muối kèm theo 1 đến 1,5 lít nước và sử dụng cái máy làm sữa này. Ok ha. Việc đầu tiên là Mita đi rửa cái này trước đấy. Mita lại quay trở lại đây. Khi các bạn đi rửa thì các bạn đổ cái nước cũ nó đi, thêm một lượng nước khác vào rửa là và xả đi lần nữa. Đó, lúc đó thì các bạn mới loại bỏ hoàn toàn những cái chất ức chế. Sử dụng cái máy làm sữa này hiệu quả thì các bạn đẩy cái nắp xả dinh dưỡng, xả nước ra, xả nước ra và các bạn để đây thôi. Và chúng ta hãy dùng cái này với một cái muỗng nhỏ. Nếu các bạn cảm thấy như khó khăn thì hãy cho vào đây một chút nước. Đó, các bạn thấy nó chảy ra ngoài đúng không? Nhưng điều đó không thành vấn đề gì cả. Chảy ra đây nhưng ở trong này nó vẫn còn một miếng nước, không thành vấn đề gì hết ha. Sau đó các bạn cho hạt vào. Rồi, các bạn bật máy lên. Lần thứ hai các bạn thấy là cái phần bã nó ra rất là ít bởi vì nó đã hòa trộn đây và nó cho xuống như này rồi. Mình dùng cái que này nó đúng là của cái máy này luôn, các bạn đừng có dùng bất kỳ một cái thiết bị nào khác nha. Khều hết cái phần bã này ra.
thấy đâu có bao nhiêu bã được thải xả ra ngoài đâu, gần như là không có. Ok, cho các bạn xem đây, có chút xíu xíu bã. Cái phần bã này Meta sẽ giữ lại và Meta sẽ làm các loại bánh, ví dụ như là thanh dinh dưỡng chẳng hạn, các bạn cho vào thanh dinh dưỡng, hoặc khi làm bánh gì đó hay là ăn salad các bạn cho vào, sinh tố các bạn cho vào. Ok đó, thế là các bạn đã kết thúc rồi đó. Đậy lại cho nó nhỏ nước, cho qua một bên đó. Đây là một lít sữa kỷ tử với hạt bí, kỷ tử hạt bí. Một lít sữa này bạn Meta sẽ sử dụng trong 4 ngày, và mỗi ngày thì khoảng 1/4 cả phần này Meta sẽ uống vào buổi sáng, hoặc là trước giờ ăn trưa khoảng tầm 10 giờ 11 giờ gì đấy cho cái muỗng sữa này đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và mình chúc các bạn luôn luôn khỏe mạnh, và thành công với những cái món hạt sữa hạt nhé. Và hãy bổ sung kỷ tử như là một cái thực phẩm đặc biệt để cải thiện sức khỏe của các bạn nhé. Bye bye.